chào tất cả mọi người đang xem live nha. Hôm nay thì An sẽ hướng dẫn cho mọi người là vẽ cọ nét nha. Và hôm nay là mình cọ nét hơi khó một tí xíu, là mình chiên về mảng hoa văn trắng đen nhiều hơn ha. Như vậy mình phải xương cây cọ mình như thế này nha cả nhà. Sao mặn yếu vậy ta? Hôm nay mình sẽ học vẽ lên cái chén như thế này, vẽ những cái mẫu như thế này nha cả nhà. Chào Hoàng Chắc nha, em chào tất cả mọi người đang xem live. Đây là cọ nét thường nha mọi người nha, An đang sử dụng cọ nét thường. Rồi bây giờ thì bắt đầu An sẽ hướng dẫn này. Thì đầu tiên là sẽ hướng dẫn cho mọi người cái nét đứng cọ mà đè cọ phải như thế này nè. Chưa? Để mọi người tạo thành một cái hoa hoặc là cái bông cúc chẳng hạn đó. Chưa? Đứng cọ đè cái phải như thế này nha. Cả nhà nha. Rồi bây giờ An sẽ hướng dẫn cho cả nhà vẽ cái hoa cúc chẳng hạn. Đó, mọi người tập như thế này cho An, rồi xong rồi tập phía bên trái đó chưa. Rồi bây giờ An sẽ ráp vào một cái hoa nha. Có khóa dạy online, có khóa dạy online nha, cọ râu cọ nét đều có khóa dạy online. Đây là cọ nét nha. Đó, hơi ôm vào một tí xíu nè, hơi cong nhẹ một tí xíu, bắt đầu cao rồi bắt đầu mình cho xuống hấp nè. Đó, rồi mình cho xuống hấp nè. Này, An đã xong được một cái hoa cúc nhỏ nhỏ xinh xinh. Chào chị Hương Lê nha. Rồi mấy bữa nay chị làm ổn không? Này kia nhớ đi làm thường xuyên này kia nha, thì mình mới giỏi được, nếu không thôi là mình bị cứng tay đó. Rồi đầu tiên thì An sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái nét cơ bản trước, ví dụ như nét chấm trái tim như thế này. Nhưng mà chấm như thế này có nhiều bạn vẫn chấm không có được đẹp đấy nha. Màu thứ nhất là màu của mọi người là phải lỏng, thì mọi người chấm màu nó mới tuôn xuống thì nó mới tròn được cái phần phía trên. Còn nếu mà màu của mọi người nó đặc sệt thì mọi người chấm xuống nó không xuống màu, thì mọi người chấm nó không ra được trái tim nha. An nói đúng không mọi người? Mọi người có bị tình trạng đó không? Thì đây là gọi là bị mình làm cái nét giọt nước đó. Đây, mọi người muốn trái tim to hơn thì mọi người lấy cái màu to hơn một tí cho An nha. Đó, chưa? Nè, giọt nước nè, đó. Trái tim to ha, cả nhà ha. Rồi, mấy bạn cái nét giọt nước này nhìn như vậy đó, nhưng mà nó hơi khó nha, chứ nó không dễ đâu. Rồi, bạn nào đang vào xem nhớ chấm bài giúp em một cái nha cả nhà ơi. Chào Bồ Tèo nha. Em nhắc lại là An có mở khóa học cọ râu 2 ngày trên tại lớp thứ bảy chủ nhật ngày 13 ngày 14 tháng 3 tới đây. Thì các bạn nào muốn học ôn lại kỹ thuật cọ râu căn bản cho giỏi hơn, bài bản hơn, hoặc là bạn nào muốn chưa biết gì về cọ râu muốn học thử để mình tiến vào ngành nail của mình, thì cứ mạnh dạn nha, học phí chỉ có 500.000 thôi. Đó là để dành cho các bạn là muốn học thử, và các bạn nào bị mất căn bản về cái khóa cọ râu. Tại vì cái cọ râu đầu tiên mọi người không quan trọng nó, nhưng mà nó rất là quan trọng trong các môn. Tại vì môn nào cũng có nó, cọ bản cũng có, phong cảnh cũng có, vẽ hoạt hình cũng có, vẽ treo này, ứng dụng treo này kia đều có nó hết, nhưng mà các bạn đều không quan trọng nó. Đó, thì mình học cọ râu, đây là những mẫu cọ râu mình sẽ học, và mình sẽ được học phối nền như thế này với học phí là 500.000, học 2 ngày. Vẽ hoa tim hả? Hoa tim. Cái hoa tim thì ví dụ như là em vẽ 3 cánh hoặc là 5 cánh thì em cứ vẽ như thế này thôi. Tại vì khi mình học á thì cái góc độ 3 cánh hoặc là 5 cánh thì tùy. Đó.
Thì mình sẽ phải xác định là 3 cánh hay là 5 cánh để bắt đầu mình chia bố cục nha. Đó, chưa? Ra được, lại đây là cỏ 3 lá. Em chào tất cả mọi người đang xem live nha. Bạn nào đang vào xem live nhớ like và share giúp em một cái nha cả nhà ơi. Bây giờ thì em sẽ vẽ ở phía bên đây. Đây là những mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ học những cái chiếc lá đơn giản căn bản trước như thế này, và mình tựa tay cứng chị vẽ một cái đường sọc xuống, và bắt đầu mình sẽ lấy cái phần chiếc lá này. Mọi người muốn lấy to thì mọi người nhớ là lấy mực, cái mọi người đè xuống nha. Đó, thì mình sẽ ra được một cái nhánh lá như thế này. Rồi, hoa 5 cánh nha. Rồi, hoa 5 cánh, ok. 5 cánh thì bên An á, là mọi người phải, trước tiên là mọi người phải chia. Nói chung á, là học 5 cánh nó không có khó, nhưng mà các bạn phải chia cho nó. Khoan, để An vẽ 5 cánh nhỏ, 5 cánh tròn đi cho các bạn dễ hơn. Còn 5 cánh phá cách đó thì các bạn ok rồi, thì các bạn muốn vẽ sao mới các bạn vẽ. 5 cánh đầu tiên á, thì mình chấm cái trung tâm nè. Đó. Nên là mọi người cứ yên tâm ha, 5 cánh bên An có các cách dạy riêng á, rất là dễ luôn. Đó, mình chia que ra như thế này. Đó. Khi mình chưa quen á, thì mình sẽ làm như thế này ha. Mình chỉ có ráp lại như thế này thôi. Tròn thì mình bo qua, nhọn thì mình kéo lên ha cả nhà. Đó. Thì khi mình kéo đó, cái mình lạng lạng nét một tí hoa, mà đừng có để cho nó cánh nó hẳn đơ ra là nó không được đẹp nha. Đó, đây ra đã xong được cái hoa 5 cánh rồi. Bây giờ chiếc lá thì chị lần lấy màu nhiều nè, đứng cọ đèn cái lắc lắc qua lắc lại thôi là nó sẽ ra cái chiếc lá cho mình. Nhớ là lá to, lá nhỏ. Đó, chấm nhụy vô đây cho nó nha. Đã xong được cái phần hoa 5 cánh rất là tự nhiên và dễ thương luôn nè. Mọi người đừng có dễ mà kéo cái rẹt, nó được đơ lắm nha, cho cả nhà luôn nha. Rồi bây giờ thì An sẽ bắt đầu vẽ những cái mỏng như thế này. Đây là giọt nước mà mỏng mỏng đây mọi người. Thì khi đây mọi người sẽ vuốt cái đầu cọ cho nó thật là mỏng nè. Mọi người kéo mỏng xuống, mọi người đèn cái. Đó, chưa? Đó, chưa? Vuốt cái phần đầu nha. Đứng cọ lên, vuốt đi sau le, có dài có ngắn nha. Như thế này là mình đã ra được một cái kiểu ở trên móng rất là dễ thương. Dạy hoạt hình đó, là online là có hoạt hình nha bạn Ngọc Diễm nha. Rồi bây giờ em sẽ vẽ một cái hoa như thế này phá cách nha cả nhà nha. Nó không có là theo cái một cái hướng nào, thì mình cứ vẽ thoải mái thôi. Thì đầu tiên thì em sẽ bắt một cái cánh trước. Em sẽ vẽ hơi to lên tí xíu cho cả nhà xem. Cái cánh này thì nó hơi dựa vô cánh này một tí. Nó không tròn mà nó cũng không nhọn. Nó cứ lạng lạng lửng lửng. Rồi xong thì tiếp theo đây thì An sẽ cho những cái phần tước tia vào. Hướng cong bên nào thì mình vẽ cong về bên đó nha cả nhà nha. Chứ không phải là mình đưa vô mình làm xẹt 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 cái nó hẳn đơ là không có được đẹp. Cả nhà like share giúp em đi cả nhà ơi. Rồi hơi đặt để ăn pha cái bắt đầu ăn tước tiếp. Rõ không cả nhà ơi? Hiện tại là hai khóa, tặng một khóa nha. Đăng ký hai khóa học online hoặc trên online hoặc là trên lớp đều hai khóa tặng một khóa hết nha cả nhà. Và hai khóa trên online, một môn 1,5 triệu giảm còn 1 triệu.
nha. Học là đăng ký là hai khóa nêu, hai khóa vẽ căn bản là 2 triệu mà học tới 3 môn. Trời ơi, chưa bao giờ mà được ưu đãi như lúc này. Rồi các bạn nào mà chưa có thời gian học đó, thì đăng ký, tranh thủ đăng ký từ ngay lúc này. Đó, thì 1-2 tháng sau các bạn đi học đều được hết nha cả nhà nha. Đó, mình tước nhẹ nhẹ cái phần lá. Khóa mi bên An thì đang giảm 50% học phí đó cả nhà ơi. An vẫn chưa có đủ số lượng học viên nên là An sẽ chiêu sinh tiếp. Khi nào đủ số lượng học viên thì An sẽ ngưng lại nha cả nhà. Thì nên là An không báo trước là hạn khuyến mãi khi nào, nên là cả nhà có muốn giữ khuyến mãi 1-2 tháng sau các bạn học á thì các bạn đăng ký trước giúp An ha, chuyển cọc giữ khuyến mãi thì An sẽ giữ khuyến mãi cho các bạn 1-2 tháng sau các bạn học đều được hết. Chưa có bao giờ là khuyến mãi nhiều như thế này, là khóa mi học năm giảm 50%, 8 triệu giảm còn 4 triệu là học hết tất cả.